Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay. Tôm Việt thêm khó khi Hoa Kỳ tăng thuế chống bán phá giá là nhận định của báo tin tức khi thông tin về Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam trong thời gian từ mùng 1 tháng 2 năm 2014 đến 31 tháng 1 năm 2015. Theo đó, mức thuế là 4,78% đối với cả công ty bị đơn bắt buộc và tự nguyện. Bài viết bày tỏ quan điểm trong hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn phải chịu những vụ kiện vô lý từ Hoa Kỳ, thậm chí có những vụ WTO phản đối, nhưng vì nhiều lý do khác nhau như chính trị, bảo hộ, nên họ luôn tìm hết cách này đến cách khác để tạo các điều kiện bất lợi cho hoạt động kinh doanh thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam. Hoa Kỳ là thị trường quan trọng với con tôm nói riêng và ngành thủy sản Việt Nam nói chung. Nếu Hoa Kỳ áp dụng mức thuế trên, chắc chắn sẽ tác động đến giá thành xuất khẩu và Việt Nam sẽ khó cạnh tranh với các đối thủ như Ấn Độ, Indonesia. 647 giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị chấm dứt hợp đồng. Trước đó, 376 giáo viên ở huyện Vĩnh Lộc cũng đã cay đắng nhận quyết định chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm gắn bó. Báo Lao động cho rằng đây là hệ lụy từ quyết định 685/2007 QĐ-UBND ngày 2 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khi giao quyền tự chủ cho địa phương, nhưng không ai chịu trách nhiệm. Bất ngờ cay đắng, tủi phận là tâm trạng chung của hơn 1.000 giáo viên ở hai huyện trên. Còn bao nhiêu giáo viên khác, những người cũng được ký hợp đồng lao động căn cứ quyết định 685 trên địa bàn 25 huyện thị còn lại của tỉnh Thanh Hóa đang trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Sau bao năm phấn đấu tin tưởng, giờ hàng nghìn giáo viên tay trắng. Quyết định 685 với ý nghĩa trao quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho địa phương đã không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến hệ lụy ký hàng loạt hợp đồng lao động với giáo viên không cần căn cứ chỉ tiêu, không cần thiết tương lai của họ ra sao, trong khi nghề giáo là nghề đặc thù. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, những con người Việt Nam đã đua nhau nở hoa tại Paralympic Rio 2016, đấu trường thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật. Báo Quân đội Nhân dân gọi những con người đó là những mảnh ghép tươi sáng của đất nước, con người Việt Nam. Truyền thống và niềm tin vào nghị lực phấn đấu để người khuyết tật nhưng không khuyết tài đã thành hiện thực trong lĩnh vực thể thao đỉnh cao. 20 năm từ khi bắt tay thực hiện chủ trương xây dựng thể thao đỉnh cao của người khuyết tật hướng tới mục tiêu thi đấu quốc tế, chúng ta đã gặt hái được những thành quả xứng đáng với những nỗ lực chung của nhà nước và xã hội, xứng đáng với tấm lòng và tài năng của các huấn luyện viên, vận động viên ưu tú. Bài viết cũng bày tỏ mong muốn nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp và xã hội cần quan tâm hơn nữa để nhân lên thành quả hôm nay. Và quan trọng hơn, thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao của người khuyết tật phát triển hơn nữa. Với nhân đề chống lạm thu đầu năm học, báo Vĩnh Phúc cho biết, năm học 2016-2017 đã bắt đầu, trong khi các em học sinh vui vẻ tựu trường thì nhiều bậc phụ huynh lại thêm nỗi lo vì các khoản đóng góp đầu năm, đặc biệt là với những khoản đóng góp tự nguyện. Bài viết cho rằng các nhà trường thu đóng góp của học sinh phải trên tinh thần tự nguyện, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong phụ huynh học sinh, tránh tình trạng lạm thu, thu nhiều khoản vô lý, trái quy định. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm học, yêu cầu các nhà trường công khai thu chi và không thu thêm các khoản ngoài quy định. Đối với các bậc phụ huynh, khi nhận thấy các trường học có những khoản thu sai quy định, nên mạnh dạn phản ánh lên các cấp chính quyền để kịp thời chấn chỉnh. Chuyển sang những thông tin quốc tế nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi đang có chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama được báo Nhân dân bình luận đây là chuyến thăm thể hiện bước phát triển mới trong quan hệ Myanmar-Mỹ, đồng thời khẳng định chính sách đối ngoại của chính phủ mới Myanmar. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ngoài ASEAN mà Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD Aung San Suu Kyi thăm chính thức kể từ khi chính phủ mới do Đảng NLD lãnh đạo nhậm chức tháng 4 vừa qua. Chưa đầy một tháng sau, bà Aung San Suu Kyi lại tiến hành chuyến thăm Mỹ, với dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama. Theo bài viết, các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo đảng cầm quyền NLD và đường hướng chính sách đối ngoại của chính phủ mới của Myanmar cho thấy, Myanmar đang tìm cách cân bằng quan hệ với các nước lớn, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, phục vụ lợi ích quốc gia. Đó là thúc đẩy tiến trình hòa giải và hòa hợp dân tộc, từng bước giải quyết tình trạng mâu thuẫn sắc tộc tôn giáo, thâm căn cố đế ở Myanmar và tiếp tục công cuộc cải cách phát triển đất nước. Việc ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 12 tháng 9 tuyên bố sẽ sớm trở lại đường đua giữa bão dư luận về nghi vấn sức khỏe của bà cũng là thông tin quốc tế được nhiều tờ báo quan tâm.
Báo tin tức cho biết chưa đầy 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu toàn quốc ở giai đoạn tăng tốc của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton ra quyết định tạm dừng chương trình tranh cử do sự cố sức khỏe đã làm cho báo chí thế giới tốn không ít giấy mực. Bà Clinton cũng cam đoan thông tin về sức khỏe bản thân cũng như thông tin thuế khác được công khai minh bạch, đồng thời cam kết bà sẽ không bỏ lỡ thời khắc quan trọng của cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.